Xin chào mọi người, rất vui được đón tiếp mọi người đến với kênh của Năm Xuống nha. Và quý vị ơi, hôm nay với mâm cơm nhà Xuống mọi người thấy đó, có gà, gà kho sả ớt và tác dụng của gà ra sao, mời các bạn cùng tham khảo. Quý vị biết không, thịt gà hàm lượng protein cao. Thịt gà là nguồn cung cấp chất đạm dồi dào, ít chất béo, chống trầm cảm. Thịt gà có hàm lượng axit amin rất cao, ngừa loãng xương, tốt cho sức khỏe tim mạch, giàu phốt pho, cải thiện hệ miễn dịch, tăng cường trao đổi chất, chống lại ung thư. Đó là những tác dụng tuyệt vời của thịt gà. Và hôm nay mâm cơm nhà Xuống có món gà. Và món gà này là làm gì? Đó chính là gà kho sả ớt. Và cách làm của Xuống ra sao? Mời mọi người cùng tham khảo nha. Và nhân đây cũng mời các bạn cùng vào bếp và thực hiện món gà kho sả ớt với bột nghệ theo cách của nhà Xuống nha. Xuống có ở đây là nửa ký gà phi lê nha các bạn. Thật ra thì mình ăn gà phi lê mà làm món này thì nó không có hấp dẫn lắm đâu. Nhưng mà tại vì nhà Xuống thích ăn thịt nạc, không có thích ăn thịt mỡ hoặc là xương. Do vậy Xuống sử dụng mà nửa ký gà phi lê và 3 nhánh sả, 2 trái ớt và 2 củ tỏi. Bây giờ Xuống sẽ sắc những khoanh sả như thế này. Các bạn thích thì chúng ta cũng có thể bằm cái phần sả này, nhưng mà thích Xuống thì thích ăn phần sả để khoanh như vậy. Phần ớt cũng như là tỏi thì Xuống cũng sắc luôn. Và phần thịt gà này thì Xuống cũng sắc thành những miếng vừa ăn theo khẩu vị của gia đình mình nha. Các bạn sắc xong rồi mình ướp cũng được, còn Xuống thì xào luôn nha các bạn. Xuống sẽ kho sả ớt luôn. Thì trước tiên thì Xuống để chảo lên bếp và chảo nóng thì cho một chút dầu ăn, khoảng 2 muỗng canh dầu ăn vào đây. Mời các bạn cùng coi Xuống làm coi ra sao nha. Sả thơm thì Xuống cho vào đây là 2/3 muỗng bột nghệ. Xuống thấy nó, màu nó chưa được đẹp lắm, Xuống cho vào đây khoảng 1/3 muỗng bột nghệ nữa, nói chung là 1 muỗng cà phê bột nghệ. Thank you.
xuống sẽ nêm vào đây là một muỗng canh nước mắm. Một phần ba muỗng bột ngọt. Hai muỗng cà phê đường. Nửa muỗng bột nêm. Nếu các bạn có thời gian thì chúng ta ướp trước khi mình kho. Nhưng mà xuống thì gấp rồi nên xuống làm luôn, xuống không có ướp nha các bạn. Và nếu các bạn ướp thì ít nhất là khoảng 20 phút cho đến 30 phút rồi bắt đầu mình kho. Lúc này các bạn để lửa riu riu thôi. Và đây là món gà kho sả ớt của nhà Xuân, mới vừa ra lò vừa thổi vừa ăn. Các bạn thấy có hấp dẫn không nè? Mời các bạn cùng thưởng thức với Xuân nha. Bên cạnh đó Xuân cũng chỉ có còn một trái cà chua, thì Xuân cắt muối cao và mình xếp điệu đà xíu cho nó hấp dẫn ha mọi người. Và đây là tô canh không người lái. Mọi người có biết canh không người lái không? Canh không người lái là chỉ có bột nêm và muối đường bột ngọt thôi đó cả nhà ơi. Và cũng có một chút cơm để mình ăn kèm vô hang. Xin mời các bạn cùng thưởng thức với nhà Xuân nha. Mâm cơm nhà Xuân hôm nay chỉ đơn giản là vậy thôi, nhưng mà rất là ngon nha. Và bây giờ Xuân sẽ ăn thử coi sao ha. Xuân không biết các bạn sao, còn Xuân thích ăn sả lắm. Xuân sẽ ăn phần sả này với một chút cơm coi ra sao nha các bạn. Wow, thật là ngon luôn nha cả nhà. Ngon lắm luôn. Bây giờ Xuân sẽ ăn một miếng thịt này luôn nha. Cái miếng thịt gà thì nó vừa chín tới nha. Nó hòa quyện với lại phần sả cũng như nghệ và một chút ớt the the cay cay á. Ăn rất là ngon gì đâu á các bạn. Ngon lắm luôn. Các bạn thử vào bếp và làm theo cách của Xuân coi sao. Ngon lắm luôn ha. Món này cũng khá là đơn giản và bình thường, nhưng với cách làm của Xuân thì không biết các bạn thấy sao. Còn Xuân thấy rất là ngon luôn. Và như vậy là video của Xuân đến đây là hết rồi. Xuân xin chân thành cảm ơn toàn thể quý anh chị và các bạn đã xem video của năm Xuân. Quý vị thấy video này hữu ích xin hãy cho Xuân một like, một đăng ký để luôn nhận được những thông báo mới nhất từ kênh năm Xuân nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video sau. Bye bye. Bye bye bye. Thank you.